Sao anh xin chào cả nhà. Ngày hôm nay em lên sóng phục vụ các bác con máy lọc không khí sáp hàng VIP ion mật độ 25.000. Đây là một cái con máy dòng cao cấp trong phân khúc của máy lọc khí sáp. Còn nhớ cái thời điểm cách đây tầm khoảng hơn một năm, con này em bán có cái giá là gần 5 triệu thôi nhé. Gần 5 triệu ạ. Và đến bây giờ hôm nay em bán, tại thời điểm hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2022, con này em bán là 2,5 triệu. Thì các bác thấy là giá nó rẻ đến mức nào. Con này đã đấu biến áp điện 220V rồi. Đây là dòng phím cảm ứng các bác này, cảm ứng nhá. Đấy, chạm vào thôi là bật. Chưa? Phím cảm ứng đấy ạ. Đây, một con máy rất là dễ dùng. KLBX50, các bác có thể search mã này ở trên mạng nha. KLBX50 giá đảm bảo rất là rẻ. Rất rẻ để phục vụ các bác. Một con máy đã được làm phần vỏ khá là đẹp rồi. Thông số máy ở đây. Sản xuất năm 2013. 67W mình dùng trong phòng khoảng vào xấp xỉ 50m2 được. Điện 100V thì đã được đấu biến áp điện 220V rồi. KIBX50W. Con này thì trên phím này của nó thì có các chức năng như đây là tắt nguồn này. Ba chức năng bật nguồn, đây là bật không lọc không khí và bù ẩm. Ở đây là lọc không khí có điều chỉnh các tốc độ. Ở đây là lọc không khí với các tốc độ nhanh. Đây. Ở đây thì có điều chỉnh sáng tối đèn. Tắt bật đèn này các bác này. Đây. Điều chỉnh các chế độ báo phần nhiệt độ này. Hôm nay báo được cả nhiệt độ các bác nhé. Báo đang 26 độ C này. Khá là chuẩn đấy ạ. Báo đây là phần trăm độ ẩm này. Độ ẩm này trời mưa rất là cao, 89% này. Báo bụi mùi này. Đây mật độ con ion này 25.000 cả nhà nhé. Đấy mật độ ion của nó này. Các cái máy hàng bình dân thì mật độ ion của Sharp nó chỉ có 7.000 thôi. Nhưng con này là 25.000. Mật độ ion 25.000. Con này thì vẫn đi theo một cái màng zin của nó còn khá là ok. Màng zin trong còn rất là sáng đẹp này, em vẫn để đây. Đây. Ở đây là bình nước bù ẩm này. Màng tạo ẩm. Giá 2,5 triệu cho một con máy lọc không khí Sharp hàng VIP, bảo hành 1 năm. Bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Xin chào các bác.